sau đó combo bò hút nghiền nát Ê. Kích cái e xong chạy <laughs> <laughs> Sau <So cười> mấy cơ nó kêu là Quan trọng là phải gõ chuông đó nha Là phải sử dụng cái cái trang phục là Alistar bò sữa Mỗi lần mà trây xong bò hút nghiền nát xong kích ke xong rồi gõ chuông chạy Có môi ngành của Alistar Hey guys, this is Ashley King of Horizon Esports and I'm joined by Showmaker, the mid laner of Plus Gear they xúc Brion on a Tuesday match call on the fifth week of 2023 LCK Spring. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 이기면서 sau khi đánh bại Brion tỷ số hay không? 오늘 되게 중요한 경기라고 생각했는데. kêu là bây giờ trận này là trận rất quan trọng. Đây là trận đấu cuối của lượt đi. các đội khác thì đang có hệ số tốt cho nên là tụi nó cần phải thắng để cải thiện vị trí bảng xếp hạng. Oh, yeah, Mục tiêu quan trọng ngày đó, hôm nay của tôi nó là hai không, bắt buộc phải hai không. Quán một thì chọn Yen lớp lăng. Xong rồi lên sông kiếm. Hỏi coi nó coi chấm điểm nay lớp nó được bao nhiêu? Kêu là lớp lăng đánh kèo hôm like đó thì kèo đi đường khá khó nhưng mà tôi là nó làm nó chơi cũng đánh cũng được lại, lấy uh, cái 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 đòn phủ đầu để đi đường đi đường, thiếu, đường tốt xong rồi, đường đường xong rồi uh, giai đoạn giữa game này. thì có tạo đột biến được Ashley hỏi về cái combo ngọc với lại đồ của lăng này sau nó kêu nó nhìn hồ sơ qua đội hình bên kia thì đội hình bên kia có khá nhiều tướng gọi là máu nhiều máu dày, cho nên là nó quy định là lên Lee Andri. Nhưng mà nhiều người thì muốn lớp e lăng là lên những trang bị như là cái vòng âm, ngọn âm lưu đền, với lại cái băng trưởng vĩnh cũ hơn. Nhưng mà thằng Saka nó kêu, trận này thấy bên kia hơi dày máu cho nên lên Lee Andri. Với lại thì cũng kết hợp với lại cái động phủ đầu tốt. Đổi chủ đề là dạo gần đây thấy mày stream Mid rất là nhiều. Khả năng sử dụng Alista trong meta này là như nào? kêu là nghiêm túc luôn nha. Đây là một lựa chọn tốt nếu mà bên kia là một thằng đi đường giữa chơi tướng cận chiến. Nó đang rất là hy vọng có sẽ được đánh là... Alistar mid ở MCK. Là... Phiên bản tiếp theo là Alistar được bóp thêm cái nữa. Tăng thêm cái sức mạnh theo sức mạnh phép thuật. À, này là... Ashley mới là... hỏi nghiêm túc. Này nghiêm túc luôn. <laughs> cái gì mà cứ phải nhấn mà cái này nghiêm túc là chắc là nó không nghiêm túc lắm. <laughs> Thà là cứ hỏi bình thường cứ nghiêm túc nghiêm túc phải màu đầu là nghiêm túc thì nhiều khi nó không nghiêm túc lắm Alistar <laughs> gây nhiều sát thương <laughs> có định kiến cho rằng là Alistar <laughs> không mạnh khi đi đường đi đường yếu <laughs> nhưng mà với cái nội tại thì thằng Sommaker nó nghĩ là đi đường cũng được <laughs> không tệ <cười> 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 quan trọng là chơi nó vui <laughs> Nani, Nani, w chơi nó vui quang, quang, cái, quang, quang, Lấy tăng tốc pha xong rồi combo bỏ hút nghiền nát quang, vô Giọng <laughs> cái e đạp cái e xong rồi gõ chuông chạy ra Đợi hết combo hết cooldown rồi đồng đồng vô chơi đồng tiếp đồng Thì đúng là con này là phải đi với con cận chiến thôi chứ để con tay dài sao đánh Chưa khi nào các bạn cầm cầu tuyết nó kêu là cảm giác trôi qua thời gian trôi qua nhanh quá Đùng cái cái hết lượt đi à Hệ số là 6 thắng 3 thua Thua Genji, T1, KT Chúng tôi nhìn Nhìn chuyện helpless này là nhìn hơi no hope Và phong độ thấp Underperform là Con ừ, Sunny nha nên anh stream ngắn ngắn thôi chắc là stream tới khoảng chừng 12 giờ thôi. Cảm ơn em Sunny. Ờ in the form nó kêu là đánh dưới phong độ. Đánh dưới sức. Ờ, uh, cố gắng là sẽ lực về là thắng mấy đội này. Bây giờ nhìn lại uh, cái gì uh, cái gì ừ, những đẹp đẹp thành công những cái điểm mà rút ra được cái gì thành cái gì thành công nhất và cái gì là điều nối tiếc nhất sau ừ. giai đoạn lực đi này giai đoạn đầu thì khởi đầu phong độ cao nhưng mà sau một vài tuần thì mọi thứ bắt đầu không ổn rồi nè đổ đổ thừa cấm chọn đổ thừa nữa không được nha em ông được rồi rất khó để có thể tiến bộ và quay trở lại phong độ cao đổ thừa cấm chọn ông đánh gì em đổ thừa cấm chọn đánh con quân nó cũng thua đường đổ thừa cấm chọn rồi sau đó là dẫn tới phong độ không tốt là ok đáng lẽ nói cái này thôi đừng có nói đừng có nói cái vụ mà cấm chọn nè Đẩy lẻ bị bắt Hai thanh niên đường đơn So mấy cơ canna Vô địch bộ môn này Đẩy lẽ bị bắt so, 1 round <laughs> Em muốn nói là Ít nhất là tụi em rất thành công Khi triển khai đội hình Lucian Nami Mở một đơn giải thích Đẹp gánh tốt <laughs> Nami를 em rất tự hào về đường dưới của mình <laughs> cái mà em nuối tiếc nhất là em thâm lính như hạch đó ok bắt đầu bắt đầu chịu nhìn nhận vấn đề hơn rồi đó cá nhân em thấy em không lính như hạch

Này. Dạo gần đây thì cộng đồng cũng chửi em rất nhiều. Thì vậy thì em thấy từ lúc nào mà em cảm thấy là em tham uh, lính không tốt và làm cách nào để có thể thoát khỏi cái uh, vũng lầy phong độ này. <cười> <cười> Thật ra là, là ngay cả khi là em phong độ cao em cũng phong lính như hạch Em không bao giờ nổi tiếng về vấn đề phong lính đúng rồi nói chung là cái em lối chơi của em không được triển khai không phát huy được và khi mà em cố gắng làm tốt hơn thì nó lại kiểu như gượng ép nó không cảm thấy không cảm thấy là gọi là nó dùng từ biết dịch tiếng việt sao không vô lắm gượng ép khi mà cố gắng làm tốt hơn thì lại cảm thấy là bị gượng ép Nhân thủ chuyên nghiệp thì thường dễ nhận biết được là phong độ của mình tốt hay không Thì làm cách nào để thoát khỏi những cái giai đoạn như thế này Em cũng hay có những cái giai đoạn mà bị phong độ thấp Em không biết lý do tại sao nữa Nhưng mà chắc là cũng không có cái giải pháp nào cả Không thằng này thật ra thằng về cơ bản này là cũng là thằng thuộc dạng thực tế Nó không có nó không có mơ mộng miễn vong nó không hảo huyền nó kêu là phong độ thấp thì tất cả cũng chả có cách mẹ nào cả ngoài chuyện là cố gắng để vượt qua khỏi nó thôi nè nó kêu là em cũng nghĩ là có giải pháp nào nữa chỉ có bây giờ chỉ có tự nói bản thân là cố gắng lên thời gian sẽ giải quyết tất cả thôi cố gắng lên vậy thôi giờ em đây thi đấu cũng nhiều năm mà thi đấu nhiều dạy quốc tế rồi và phải cân bằng cuộc sống và công việc Em vừa mới nói là phong độ của em cũng có lúc lên lúc xuống Nhưng mà em vẫn cố gắng ở trên đỉnh Không chị Không bạn ờ, à, Ashley không biết bằng tuổi mình hay nhỏ hơn hay lớn hơn không biết Ashley ơi Không phải lúc nào cũng on top đâu nha Thời gian gần đây là là lọt ra khỏi top 3 mid của LCK nhiều lắm nha thì chị cảm nghĩ, cảm nghĩ là nó cũng, cũng, cũng khó khăn với em đúng không dạ đúng vấn đề là em em <cười> chơi <cười> game lâu quá em thi <cười> đấu <cười> lâu quá rồi và em thì cũng không phải là một người mà chú ý về sức khỏe Vì cơ bản em cũng phải là người chú ý về mặt sức khỏe em hay gặp vấn đề về sức khỏe Và cái bản chất của cái nghề này là nó sẽ <laughs> Bản chất của cái nghề này là nó sẽ từ từ Cái từ ero là cái từ làm Thui chột, thúi rửa, bào mòn Nói chung là phá hủy Sức khỏe tâm thần của vận động viên không chỉ vận động viên mà những người chơi game liên minh điện thoại cái này xác nhận làm gì cũng làm để chơi game liên minh điện thoại chơi liên minh điện thoại chuyên nghiệp nữa lại là một cái vấn đề khác nữa <laughs> <laughs> nghĩ qua mình chơi cái game này cũng 11 năm 11, 12 năm cũng ảnh hưởng tâm lý thì anh em cũng không bình thường đâu mình mình chắc chắn với các bạn là nếu như mà được gửi mình đi gặp bác sĩ tâm lý và khám một cách nghiêm túc Mình cũng nhiều vấn đề Hậu quả của chơi game liên minh điện thoại 12 năm ừ, ừ. Nhưng mà là, nói mình... chung là em cũng cố gắng để em uh, um, vượt qua 그냥... <laughs> Em không biết đâu, em cũng chỉ <laughs> cố gắng <rồi>. thằng, <laughs> này, thằng này là một thằng uh, nó, nó sẽ không có Nói những cái câu uh, Nghe hay 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 là nghe nó chí chí Nãy giờ nó 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 sẽ nói trực tiếp với vấn đề và cái cách suy nghĩ của thằng số cơ thực nó thằng suy nghĩ đơn giản <laughs> mỗi lần mà em thấy những người chơi mà thi đấu lâu hơn mình á ví dụ như đẹp là em cảm thấy ngưỡng mộ em mới chơi có 5 năm mà mà em thấy em điên mẹ à nhưng <laughs> ừ. <laughs> mà nhiều người vẫn đấy. cố gắng giữ được phong độ. Qua nhiều năm như vậy thì Thế rất là ấn tượng. Em thì em rất là tôn trọng những người đó. Em có giờ nói chuyện với đẹp về vấn đề nào? 10 Mười năm rồi. <laughs> việc mà thi đấu nhiều năm như vậy không có dễ. Thì rất nhiều khả năng là cảm thấy chán ghét cái game này sau một cái khoảng thời gian dài như vậy nhưng mà Dev vẫn mà... có một cái niềm đam mê như vậy thì thì thực sự là rất ấn tượng. Câu hỏi mà cuối. Câu này thì gần đây có hỏi uh... nhiều người rồi. Uh... Game thủ thì thường người ta sẽ nghĩ là phải <laughs> yêu thích cái game này Nhưng mà Liên Minh bây giờ nó là vừa là tình yêu vừa là <laughs> công việc Thì bây giờ em nghĩ nó như thế nào về về Liên Minh? <laughs> Thất Long mà nói thì wow. ở thời điểm mà em khởi nghiệp thì là một trăm phần trăm tình yêu và không phần trăm công việc. Lúc đó em mê liên minh lắm. Nhưng mà bây giờ thì một phần trăm là công việc. <laughs> nó nói mà nó cũng buồn á. Nó nói bản thân nó cũng buồn á. Nó nói xong cái mặt nó buồn thiệt. Làm Ashley cũng sững sững luôn. Thật

80% là công việc nha <laughs> Mê thì vẫn mê Nhưng mà bây giờ là đối với mình đó, Thì hiện tại đối với mình thì cái Liên minh thoại nó sẽ là mức là, là 80-20 Thì đó là những thằng như là thằng Dev với Faker Nó là những thằng dị nhân Dev với Faker nó là những thằng thuộc dạng dị nhân nó có thể giữ được một cái mình không biết thật ra bây giờ nói thẳng là mình cũng không biết gọi là một trăm phần trăm đam mê hay là bao nhiêu phần trăm công việc với những thằng như là thằng Faker với thằng Dev hay là những thằng như là thằng Double Leaf, à, chúng ta sẽ kể tên một số thằng mà bây giờ là thi đấu tới năm nay là năm thứ 10. Sự nghiệp của nó gắn liền với Liên Minh phải tới năm thứ 10 rồi. Double Leaf, Faker, Dev. Thằng Rackled cũng có thể tính một khoảng thời gian dài đến như vậy. Còn một số thằng khác của mình không biết nhưng mà mình không biết là mức như thế nào nhưng mà Cái vấn đề ở đây nhiều khi nó không phải chỉ là Tình yêu không mà nhiều khi Bây giờ nhiều khi tụi nó vẫn Xem đó là công việc Nhưng mà nó vẫn có được một cái quyết tâm Đây nó sẽ có hai cái, hai ý Là niềm đam mê với cái game đó Và cái quyết tâm để thành công Thì Mình không biết là với những thằng như Faker với lại Dev Hiện tại thì mỗi thằng nó sẽ là một cái lý do gì Ví dụ có những người nó sẽ là đam mê Ừ tôi vẫn chơi cái game này vì tôi thích tôi vui khi tôi chơi game nhưng mà có những thằng thí dụ nó không phải nó sẽ nghe đó là đó đến những thằng sẽ xem là công việc nó tôi xem đây là công việc và tôi nỗ lực để tôi làm tốt công việc của mình nhưng mà dù nó là đam mê công việc nhưng mà việc mà làm một cái gì đó 10 năm mà vẫn giữ được một cái quyết tâm để mà cố gắng tốt lên từng mỗi ngày thì đúng là những con người đặc biệt dị nhân chứ không phải người thường faker dev impact Ờ uh, mới quay lại bác mới quay lại tại vì thật ra nếu mà nói là vì tiền á những thằng đó không phải là vì tiền những người đó không phải là vì tiền nữa những người mà chúng ta vừa kể tên á họ đến thời điểm hiện tại cái chuyện mà thi đấu thêm một cúp hay cúp á nó không ảnh hưởng gì nhiều tới cái cái gọi là cái tài sản hay là cái di sản mà họ đang có về cơ bản là như vậy nhưng mình thì khác nha mình thì bây giờ vẫn là kiếm tiền không làm thì mình sẽ cũng phải kiếm một cái việc khác làm thì đối với mình hiện tại thì nó vẫn là có một cái lý do là tôi vẫn phải gắn bó để tôi kiếm tiền. Nhưng với những thằng như là Faker hay Dev thì cái cuộc câu chuyện tiền nó không phải là vấn đề lớn. Mà nó sẽ là những cái khác, những cái động lực khác. Đam mê hay là cái quyết tâm để thành công, để làm người giỏi nhất thì có thể không biết. Như tuổi đó, từ WX bây giờ tiền của nó, nó stream nó vẫn thoải mái về tiền vậy. Tất nhiên là bây giờ đi thi đấu thì nó sẽ có những cái cơ hội mà có thể kiếm tiền nhiều hơn, vẫn được. Nhưng mà stream của nó vẫn đủ tiền, tụi nó vẫn giàu nhưng bây giờ nó vẫn bắt cái đánh. Thì cái đó, cái động lực nào thì không biết nhưng mà chỉ cần là 10 năm mà các bạn vẫn giữ ra động lực với nó thì là đều là những người ghê. Thằng Cơ bây giờ 5 năm là là cạn luôn rồi nè. Mà cái nếu mà lý do thật sự của nó là cạn niềm đam mê thì mình nghĩ là rất khó để nó quay lại, dù có quay lại thì cũng chỉ quay lại khoảng chừng 70% là hết cỡ. Tại vì nếu mà không còn 100% không còn một chút xíu nó không còn một chút xíu niềm vui nào với cái game này thì khó lắm chơi game 10 năm cũng ở ừ, chơi game 10 năm là game mà cũng nhiều mà nhưng mà thật ra những cái những cái game kinh điển thì chơi 10 năm vừa ví dụ như World Warcraft một cái game mà mình nghĩ rằng bây giờ vẫn có những người chơi World Warcraft ra mắt năm bao nhiêu ta có những người chơi hơn 10 năm rồi đúng không cái game đó đó Dota chẳng hạn Dota thì những người nào mà chơi Dota nếu mà tính luôn cả từ Dota phiên bản còn chơi trên client của Warcraft tới Dota 2 thì nó cũng thời gian cũng hơn 10 năm nhiều Chế, ừ để chế Anh em nhớ nhấn like nha Còn có mấy cái nút thả tim hay Gì đó anh em cũng có thể thử Cái nút quan trọng nhất anh em có thể thử Đó là cái nút quảng cáo Cảm ơn các bạn đã ủng hộ luôn Những quảng cáo lần đầu tiên sau 45 phút phim ngày hôm nay Còn có cái nút donate bằng quick nữa anh em. Ngồi nói chuyện một xíu nữa chơi uh, hôm nay chơi uh, Hogwarts Legacy nha anh em. Cờ mai đánh tiếp. Nhưng mà 5 năm 5 năm mà chán game là thằng này nó cũng không Cũng cũng chán nhanh á Thằng này nó, nó nó gọi là nó không Nó không bền á anh ơi stream xong nhớ up nha from editor with love. Ok nha em ơi. 5 năm mà chán là cũng hơi nhanh. 5 năm mà chán thì hơi nhanh. Đối với mình cái thời điểm mà so với cơ nó bắt đầu nổi lên tới bây giờ nó rất là ngắn. Mới bắt đầu thật sự ấn tượng là giai đoạn uh, 2020 đúng không? Tại vì 2019 tụi nó cũng đánh nhưng mà ấn tượng lúc đó chưa có nhiều Nó cũng chỉ là một cái đội nhóm giữa của bên phía LCK Còn bị Loki nắc chân ván Tức là từ 2019 giờ 19, 20, 21, 22, nay 10, 23 mà nó màu trắng là hơi nhanh á